rất nhiều đàn nha quý vị nha. Phía bên này là những cái đàn bằng quả bầu khô, còn đây là đàn bằng bầu gỗ mít nha quý vị. Đây là bằng quả bầu gỗ mít này, từ loại nhỏ đến loại to. Đây là cây đàn tính 12 dây đây quý vị. Cây đàn tính này rất đặc biệt, là trước kia là theo cái câu chuyện truyền thuyết của người Tày nhá, xong rồi thầy mới chế tác ra cái cây đàn tính 12 dây này. Cây đàn tính này đã đi biểu diễn ở tận Hàn Quốc rồi quý vị ạ, rất là đặc biệt đấy quý vị nghe âm thanh này. Nhà thầy còn nhiều đàn lắm. Rất nhiều đàn. Đây này, cái này mình chưa phun nha quý vị. Đây là bằng bầu gỗ này. Ồ, quả bầu này vân rất là đẹp nha quý vị nhá. Đây. Vân cái này lắp xong rồi. Cái này bây giờ lắp hết vào là nó ổn định xong bắt đầu mới lại phun sơn. Đây là những cái cây cần đã xử lý xong. Đây nó đặc biệt cái này quý vị, đây là trống bầu. Trống bầu này. Đó, rất là tuyệt vời. Mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo của Xuân Hữu. Quý vị thân mến, hiện tại Xuân Hữu đang ở nhà của thầy Xuân Hữu, là thầy Chu Văn Thạch. Ở đây là thôn Bản Cuôn, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Cả nhà có thể thấy đây là cái căn phòng mà thầy thường sử dụng để thu âm. Đây toàn là đàn tính quý vị nhé. Đằng sau Xuân Hữu có rất nhiều cây đàn tính. Đây là một căn phòng cũng nhỏ nhỏ thôi, chủ yếu là dùng để thu âm là chính cả nhà. Mọi người có thể nhìn thấy cái thiết kế của thầy. Phòng này thì cách âm rất là tốt. Phòng này thầy dùng để làm việc, để thu âm những cái bài hát cũng như cái bài đàn tính để thầy thu cho rất nhiều người, và đặc biệt là thầy thu cho bản thân thầy nữa. Bản thân Xuân Hữu cũng được thu vài bài ở đây rồi. Ngày hôm nay thì Xuân Hữu xuống thăm thầy với lại thăm gia đình của thầy, và mang cái cây đàn tính của Xuân Hữu xuống để sửa lại cái mặt đàn để chuẩn bị cho một chương trình hội diễn liên hoan hát then toàn quốc. Cái mặt đàn của Xuân Hữu nó bị vỡ, Xuân Hữu phải xuống thay lại cái mặt. Mà lâu lắm thì Xuân Hữu cũng không ra video để chia sẻ với toàn thể quý vị ở trên kênh của Xuân Hữu. Mấy hôm về nhà Xuân Hữu cũng bận công việc, quý vị cũng biết là gia đình Xuân Hữu con nhỏ nữa, trông con giúp vợ xong lại đưa con đi học nữa. Nhà thì ở trong làng cũng có rất là nhiều công việc khác nhau. Mà ngày hôm nay thì đến nhà thầy ở trong cái phòng thu này mới quay video để chia sẻ cũng như tâm sự với mọi người được. Hy vọng trong thời gian tới mọi người sẽ ủng hộ video của Xuân Hữu nhiều hơn. Có thể like và đăng ký chia sẻ video để ủng hộ Xuân Hữu. Mà như Xuân Hữu chia sẻ ban đầu thì đây là những chiếc đàn tính mà thầy chế tác ra nha quý vị nhé. Có rất nhiều, từ đàn to đến đàn bé. Đây cây này to này. Còn một cây bên này, cây đằng sau to nhất là cây này, cây đàn tính 12 dây quý vị ạ. Và có một cây đàn tính 6 dây, còn lại là đàn tính 3 dây. Phục vụ cho mọi lứa tuổi khác nhau, từ tiểu học đến người lớn quý vị nhé. Mà trong căn phòng này Xuân Hữu chọn một cây đàn nhỏ, xinh xắn như này. Cái này rất là nhỏ nha quý vị nhé. Cái này dùng cho các bạn nhỏ, học sinh tiểu học ạ. Dùng cái này để hát tặng quý vị. Thử xem cây đàn nhỏ này nó sẽ âm thanh nó sẽ như thế nào quý vị ạ. Đặc biệt là xem nó có võ không. Bây giờ đếm đầu ngón tay Xuân Hữu đếm xem cái này khoảng bao nhiêu phần. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Tính đến đây là 7, 8, 8 nắm tay quý vị ạ. Xuân Hữu đo. Đó. Wow, âm thanh rất là hay nha quý vị. Đấy, tưởng bé âm thanh mà không to, mà âm thanh nó kêu rất là to. Rồi,
Bây giờ Xuân Hữu sẽ sử dụng chiếc đàn nhỏ này để hát tặng quý vị và các bạn trên kênh của Xuân Hữu nhé. Chúc cả nhà mình lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Biếng mặn cám biếng tàu phong on ơi lập xuân tùng lập non văn xuân non gấp trại biếng phong sim xây ơi thập xuân pi này trắng đây mọi dân tộc hết theo cầm đàn tây son ơi xây xa hội mọi chốn châu mi tăng nước chay mày khéo lướt tem bò nòng xó chay có biếng mặn khao trái xó chạy bong tàu đen đảo ơi tàu cá mặn phong xón bên xuân nước châu miệt mỏi cần yên ổn ơi bàn làng em nở trắng hoa lệ lòng lành nước trong xanh xuôi dẻo say mê nem trai còn vui đón xuân sang tua ngô sắn bay qua tay anh tay nàng mùa xuân năm nay vang tiếng ca hương nếp thơm lừng tỏa lan núi xa ước mong sao duyên thắm đôi ta quân quýt như là đôi én tung tăng thiết tha người tây mình khi nói yêu nhau răng son như anh chẳng lung linh giữa rừng người tây mình chan chứa yêu thương thủy chung như dòng suối trong lành cái đàn này nhỏ rất nhỏ nhưng tiếng rất hay quý vị ạ. Thank you.
Alo Khấn đây. À, Xuân Hữu vừa tấu một đoạn phiêu phiêu tí tặng cả nhà mà một bài hát. À, video này cũng quay rất là ngắn thôi, hy vọng cả nhà sẽ ủng hộ video của Xuân Hữu. Bây giờ Xuân Hữu cũng xin phép kết thúc video của mình ở đây. Có thời gian thì sẽ tiếp tục lên sóng để quay video để chia sẻ với toàn thể quý vị trên kênh của Xuân Hữu. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo nhé. Tạm biệt cả nhà. Đấy, mẹ của thầy xuống gọi lên ăn cơm rồi, bác gái gọi lên rồi. Mẹ ăn cơm rồi. Vâng, đang chờ trên nhà rồi. Vâng, con lên bây giờ bác. Ừ. Vâng. Vâng. Đây còn có cả sáu quý vị ạ.